xin mời quý vị, chúng ta hãy dành tặng một tràng vỗ tay thật lớn cho các nghệ nhân Rồng Lân. Với tiết mục rất là hấp dẫn và ý nghĩa vừa rồi đã mở đầu cho chương trình hội thi bánh chưng bánh dày tỉnh Hải Dương năm 2024. Vâng, kính thưa quý vị, và xin được trân trọng cảm ơn và nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đại biểu khách quý 12 đơn vị đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh Hải Dương, các cơ quan thông tấn báo chí cùng du khách thập phương đã trở về đây tham dự chương trình hội thi bánh chưng bánh dày tỉnh Hải Dương năm 2024. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức, trân trọng gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và một năm mới an khang thịnh vượng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức hội thi bánh chưng bánh dày tỉnh Hải Dương năm 2024 lên khai mạc hội thi. Xin trân trọng kính mời ông. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Thành Viễn, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Chí Linh, trụ trì chùa Quy Sơn, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thành Trung, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc. Kính thưa đồng chí Lê Văn Cần, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân và các nghệ nhân. Thay mặt ban tổ chức hội thi, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng, đơn vị chuyên môn của các huyện, thị xã, thành phố, các nghệ nhân tiêu biểu, các cơ quan thông tấn báo chí đã về tham dự hội thi bánh chưng bánh dày tại lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2024. Xin trân trọng gửi tới các đồng chí, các quý vị đại biểu, các nghệ nhân lời cảm ơn, lời chào mừng, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể hội thi. Hội thi bánh chưng bánh dày là sự kiện đầu tiên nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động văn hóa dân gian của lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hướng về nguồn cội tổ tiên của người Việt về quốc lễ dỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và tỏ lòng biết ơn sâu sắc các vua hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Hội thi bánh chưng bánh dày tỉnh Hải Dương cũng là một sân chơi, một điểm nhấn có ý nghĩa với du khách thập phương tại lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2024. Với sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý, khán giả và đặc biệt là trên 100 nghệ nhân bằng bàn tay khéo léo sẽ tạo nên những sản phẩm bánh chưng bánh dày đặc trưng mang hương vị đậm đà khó quên của mỗi địa phương. Thông qua hội thi, tôi mong muốn các cấp, các ngành, các nghệ nhân và nhân dân tiếp tục bảo tồn, phát huy, nhân rộng các giá trị văn hóa truyền thống, thông qua đó tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 nhằm tiếp tục xây dựng, gìn giữ, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa luôn là nền tảng tinh thần động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi. Với lẽ đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thi bánh chưng bánh dày tỉnh Hải Dương năm 2024. Xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể du khách. Chúc các nghệ nhân hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Xin trân trọng cảm ơn. Trong đó cụ thể về bánh chưng thì điểm thời gian là 10 điểm, chậm 30 giây thì trừ 5 điểm,
về điểm hình thức là 40 điểm, gồm có các nội dung chi tiết sau: các bánh vuông 2 điểm, đều nhau 2 điểm, cao thành 2 điểm, thẳng cạnh 2 điểm, đủ 8 góc 2 điểm, lá không rách 4 điểm, xanh đẹp 2 điểm, buộc đủ lạc 2 điểm, lạc đều đẹp. Cùng toàn thể nhân dân và các khách thập phương, chúng ta hãy cùng di chuyển vào khu vực mà ban tổ chức đã bố trí, và các đoàn nghệ nhân chúng ta hãy cùng trở về với trước khu vực thảm đỏ để cùng đến với hội thi và phần thi. Các nghệ nhân tham gia và các đồng chí trong tổ giám sát làm việc, xin được trân trọng kính mời. Sau khi chờ đợi ban tổ chức kiểm tra lại tất cả các nguyên vật liệu mà các đoàn nghệ nhân sẽ tham gia phần thi gói bánh chưng cho buổi sáng ngày hôm nay, thì xin mời các đồng chí trong tổ an ninh hãy cùng trợ giúp cho ban tổ chức, đối chí cho các đồng chí cổ động viên. Chúng ta hãy cùng nhanh trở về khu vực để cùng tổ gói được bày cho sẵn sàng khu vực đã sẵn sàng. Anh em trước tất cả các đồng chí mà thôi. Còn các cổ động viên chúng ta cùng vui lòng di chuyển sang phía sau của xung quanh khu vực dây dẫn chúng tôi đã chuẩn bị rồi. Xin được trân trọng cảm ơn với sự cổ vũ nhiệt tình của toàn thể quý vị chúng ta. Chúng ta hãy cùng chờ đợi và theo dõi cũng như cổ vũ thật mạnh mẽ cho các nghệ nhân tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Vui lòng di chuyển ra phía ngoài. Ở trong phía khu vực trong phía dây cũng như là trong thảm đỏ chỉ dành cho các đồng chí giám sát viên cũng như là các nghệ nhân tham dự, thì đấy là xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng vui lòng di chuyển ra phía ngoài. Và các bác cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Rất kính thưa toàn thể quý vị, và do ảnh hưởng của thời tiết, khu vực của chúng tôi ngày hôm nay sẽ được nóng dần lên. Và không biết là các bác cô chú anh chị, các cổ động viên của các đơn vị đã sẵn sàng để cổ vũ chưa nào? Tinh thần của các bác đã vâng, rất là tuyệt vời đó. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và một ít phút nữa rồi thì quý vị chúng ta hãy cùng nóng hết mình với các bác nghệ nhân ngày hôm nay nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các đồng chí giám sát viên, chúng ta hãy cùng vui lòng di chuyển ra khỏi ngoài khỏi được thảm đỏ. Còn bắt đầu thì chúng ta mới bước vào phần thi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời các bác nghệ nhân chúng ta hãy cùng vui lòng di chuyển sang hai bên khu vực thảm đỏ. Đơn vị nhà mình đã chuẩn bị xong chưa bác? Con xin mời các bác sẽ cùng đứng lên ra phía ngoài ạ. Đến từ các đoàn, các từ đơn vị, chúng ta hãy cùng vui lòng đứng sát ra hai mép thảm đỏ. Khi nào mà ban tổ chức có hiệu lệnh là đếm ngược từ 5 tới 1 và bắt đầu thì chúng ta mới chạy vào phía trong nha. Xin cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Các đồng chí giám sát viên, chúng ta hãy cùng quan sát cũng như là lưu tâm tới những phần nguyên vật liệu của các đơn vị. Lưu ý là đơn vị chúng ta hãy để lại đỗ nhỉ, vì là chúng ta không có được chia trước ạ. Phía đây cháu thấy là còn rất nhiều các bác, các cô chú anh chị không có nhiệm vụ nhưng vẫn đứng ở rất là sát với lại khu vực thảm đỏ. Nhưng mà các bác vui lòng chúng ta hãy cùng xích lại phía đằng sau và ra khỏi với khu vực dây đỏ giúp ban tổ chức ạ. Xin được nhắc lại với tất cả các đơn vị, chúng ta là không có chia đỗ sẵn ạ. Xin mời các đồng chí giám sát viên. Xin mời các đồng chí giám sát viên lưu ý với các bác đơn vị không được chia đỗ sẵn nha. Với công ty gói bánh chưng cho buổi sáng hôm nay ạ.
không khí rất là vui tươi, phấn khởi và nhanh nhẹn, thì các bác cũng đã và đang với đôi bàn tay khéo léo của mình để gói những chiếc bánh đầu tiên. Xin được mời và được giới thiệu chúng ta hãy cổ vũ thật nhiệt tình nào. Các bạn đồng chí của các anh chị rất là vui tươi, phấn khởi và nhanh nhẹn, thì các bác cũng đã và đang với đôi bàn tay khéo léo của mình để gói những chiếc bánh đầu tiên. Xin được mời và được giới thiệu chúng ta hãy cổ vũ thật nhiệt tình nào. Các bạn đồng chí của các anh chị đó, cổ vũ thật nhiệt tình nào, cổ vũ thật nhiệt tình nào. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo phòng văn hóa thông tin và các và sau khi chờ đợi ban tổ chức kiểm tra lại tất cả các nguyên vật liệu mà các đoàn nghệ nhân sẽ tham gia phần thi gói bánh chưng cho buổi sáng ngày hôm nay, thì xin mời các đồng chí trong tổ an ninh hãy cùng trợ giúp cho ban tổ chức bố trí cho các đồng chí cổ động viên chúng ta hãy cùng nhanh nhẹn trở về với khu vực để cùng tổ gói được bảy triệu. Chúng ta sẽ nhận đây ở phía trên này. Đơn vị Thanh Hà, các bác cũng đã và đang chuẩn bị hoàn thành xong cái phần thi của mình, đã hoàn thiện rồi. Chưa hết rồi. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả các đồng chí giám sát viên của các đơn vị đã giám sát thì chúng ta hãy cùng trở về khu vực tập kết bánh của ban tổ chức để cùng trong bánh cũng như là nhắc nhở với tất cả các đơn vị là chúng ta không có chỉnh sửa cũng như là cũng rất khéo léo và đang rất chuẩn bị có vẻ rất bánh của mình. Và tôi cũng xin được chúc mừng cổ vũ cho các bạn thành công tham dự với công ty gói bánh chưng cho buổi sáng ngày hôm nay ạ. Với một không khí rất là vui tươi, phấn khởi và nhanh nhẹn, thì các bác cũng đã và đang với đôi bàn tay khéo léo của mình để gói chiếc bánh đầu tiên. Xin được mời và được giới thiệu chúng ta hãy cổ vũ thật nhiệt tình nào. Các bạn đồng chí của các anh chị đó, rồi nhân dịp đầu xuân năm mới rồi, vì thế là quý vị chúng ta hãy cùng các bạn nhiệt tình cổ vũ nhiệt tình cho các đơn vị còn lại nhá. Và xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng cổ vũ cho đơn vị rất là đi nào. Động viên tất cả các cổ động viên đến từ các đơn vị, chúng ta hãy cùng cổ vũ cho đơn vị rất là đi nào. Đơn vị Thanh Hà, các bác cũng đã và đang chuẩn bị hoàn thành xong cái phần thi của mình, đã hoàn thiện rồi. Chưa hết rồi. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả các đồng chí giám sát viên của các đơn vị đã giám sát thì chúng ta hãy cùng trở về khu vực tập kết bánh của ban tổ chức để cùng trong bánh cũng như là nhắc nhở với tất cả các đơn vị là chúng ta không có chỉnh sửa cũng như là trong tỉnh đã cùng trở về trong buổi sáng ngày hôm nay để cổ vũ cho tất cả các đơn vị và để đảm bảo an toàn cho các bác tránh khu vực lửa, để đảm bảo cho an toàn của quý vị, chúng ta hãy cùng vui lòng di chuyển ra phía ngoài và nhường lại phần trong bếp cho các bác nghệ nhân. Cũng xin được trân trọng kính mời các đồng chí trong tổ giám sát trên... Thank you.
dân tộc để mã hóa buổi sáng ngày hôm nay của 12 đơn vị huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã hoàn thành xong. Xin được chúc mừng cho tận đầy các bác đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Và bây giờ thì xin được trân trọng kính mời toàn thể mọi người yên tâm ạ. Chấm điểm hình thức của bánh thì các đơn vị sẽ bước vào phần nồi lửa và nấu bánh chưng trong buổi sáng ngày hôm nay.